Con và ba đứa con sống với chồng và ba của chúng nó đã được 40 năm. Chồng con là một người chồng, một người cha, một người anh rất tốt, kính trên nhường dưới, nhưng tại sao trời Phật lại rước chồng con đi? Rước chồng con, ba con về cõi cực lạc, về trời quá sớm ở tuổi 67. Như vậy nghiệp của chồng con như thế nào? Xin thầy giải thích. Trời đất ơi. Người tốt mới được về cõi Phật. Đã có xác định vậy rồi còn than chi nữa. Mà bây giờ đi về ở tuổi 67, có những người mới có 6 tuổi đã đi rồi, mới có 40 đã đi rồi. Cho nên á, tại vì mình còn lưu luyến cho nên mình không cam tâm. Tại sao mới 67 đi? Quý vị có những lúc Pháp Hòa mệt quá, Pháp Hòa bệnh quá đó, đôi khi Pháp Hòa nói với mấy chú á, thầy nghĩ chắc thầy chừng 40 à. Rồi hôm qua hôm kia gì có con em nó vô nó thăm Pháp Hòa, nó thấy Hòa mệt quá, nó nằm cái nó nói thầy, à thầy con nhớ hồi đó thầy nói con 40 mà bữa nay thầy làm được 5 năm rồi nghe. Pháp Hòa mới nói giờ thầy cũng ráng thầy làm thêm 5 năm nữa. Thật sự ra không quan cái quan trọng là không phải sống bao nhiêu tuổi. Cái quan trọng là mỗi ngày mình, cái đời sống đó của mình làm được gì. Xin lỗi là vị Phật tử đã mất này á, sống xứng đáng cuộc đời. Sống mà làm tròn bổn phận của người cha, người anh, người chồng tốt quá. Thì vị này chỉ chết cái thân xác thôi, nhưng mà hình ảnh đẹp của vị này bất diệt trong trái tim của mỗi người mà vị này được gặp. Cái chết này quý lắm, không ai được có đâu. Cho nên đừng có buồn, đừng có khổ. Đức Phật dạy trong kinh, người sống 100 năm không thấy pháp không bằng sống một người một ngày mà thấy đạo lý. Sống 100 năm mà để lấy đau khổ cho người thì 100 năm đó quá khổ cho người, mà thậm chí ta nói chết đâu chết sớm cho rồi. Còn nếu như mình sống mà mình làm, mình sống mà mình để được cái tiếng tốt cho người lưu lại, thì thưa đại chúng, bây giờ Pháp Hòa nói vậy, đạo Phật hướng dẫn cho chúng ta hai cái chết. Lúc nào chúng ta nhắm mắt ngây đơ nằm ra đó mà chết á, cái đó gọi là kỳ sanh tử, nghĩa là ai cũng phải một lần chết kiểu này. Nhưng mà có một cái chết nữa gọi là bất tư nghì biến dịch sanh tử. Cái chết này mình chết mỗi ngày nè. Ngày hôm qua mình là một người rất là xấu, nhưng nhờ tỉnh ngộ hôm nay mình làm lại cuộc đời. Con người của ngày hôm qua chết rồi. Như vậy mỗi ngày chúng ta cần thực hiện cái chết này. Cái chết mà xấu dở đó cần chết đi. Còn cái chuyện mà một ngày nào đó rồi có một ngày chinh chiến tàn. Quý vị sẽ nhớ cái bài Một bờ cỏ non một bờ mộng mị, từng lời tà dương là lời mộ địa. Một ngày nào đó mình sẽ đi về cõi đó. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi tuyệt vời. Đây chúng ta đều là cát bụi ngồi đây nè. Chúng ta đều là cát bụi ngồi đây. Nhưng mà chúng ta sử dụng cát bụi này linh động, mầu nhiệm. Cho nên cát bụi ngồi đây cát bụi tuyệt vời. Quý vị thấy được cái điểm đó. Cho nên cô đừng có buồn. Cô phải thấy rằng chồng mình, cha của các con mình, ông của các cháu mình đã sống trọn vẹn, sống rất đẹp. Và ông chỉ chết hình hài thôi, nhưng mà ông không chết trong dòng máu, trong tình thương, trong nụ cười, trong lời nói. Mà thậm chí nếu nói đúng hơn, bây giờ ông không còn bị hạn hẹp trong một cái khuôn khổ
của một hình thức con người mà bây giờ ông đang hiển hiện trong các con của ông. Nếu cô có 5 người con, 5 người con cô đang sống cho ba. Bây giờ chồng mình, ba của các con mình được manifest, tiếng Anh gọi là manifest, tức là hóa thân vào trong tất cả các cái người con của mình. Vậy không quý sao? Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha, 1,000, 10,000 Phật tử Hoa Kỳ biết Pháp Hòa. Bây giờ Pháp Hòa có về Canada, trong tâm quý vị có Pháp Hòa không? Một ngày nào Pháp Hòa có chết, nếu quý vị còn ở lại, Pháp Hòa đâu có chết. Pháp Hòa chỉ chết hình hài thôi, nhưng mà không có chết trong lòng của đại chúng. Cho nên ai rồi cũng sẽ chết. Nhiều cái quan trọng là mình đã sống như thế nào để chúng ta chết mà người ta vẫn thương nhắc. Cái đó cần làm. Vị Phật tử này đã làm rồi, chồng cô đã làm rồi, cho nên cô đừng buồn, cô đừng trách, cô đừng có hỏi trời ơi, mà nếu mà cô chắc chắn rằng trời Phật rước mình chồng về cực lạc là quá hạnh phúc, biết chắc luôn về trển nữa rồi thì có gì mà lo. Một sư bà đã viết một cái bài thơ khi mẹ sư bà mất. Bài thơ như thế này: mẹ về với Phật ít năm thì, từ giả ta bà con cũng đi. Mẹ nhớ đón con về đất Phật, mẹ con cùng dự hội liên trì. Tự tại như thế, mẹ về với Phật ít năm thì, từ giả ta bà con cũng đi. Mẹ nhớ đón con về đất Phật, mẹ con cùng dự hội liên trì. Cho nên quý vị ơi, ở đây là quán trọ mà trọ long term, còn cái quê hương đích thực của mình không phải ở đây. Ở chúng ta đang ở nhà trọ, nhưng mà cái quán trọ này tùy theo mình. Có người ở được 50 năm, 40 năm, cho nên ở 90 năm cũng là quán trọ thôi. Và quán trọ này là long term. Còn cái quán trọ mình check in khi mình đi du lịch, đó là quán trọ tạm thời. Cuộc đời này là đại mộng, chim bao của mình là tiểu mộng. Cái thân này là thân cát bụi, còn có một thân bất biến là pháp thân của mình. Cho nên mình ngay nơi thân này nè, ngay cái thân sanh tử này, chúng ta vẫn có một cái thân không sanh không tử. Đó là pháp thân, đó là hóa thân. 32 năm rồi Pháp Hòa chưa về Việt Nam. Từ khi rời Việt Nam, cái báo thân này chưa về, nhưng mà pháp thân đã về rồi. Pháp Hòa không biết nhiều Việt Nam đâu. Tại hồi nhỏ mình sống tới 12 tuổi mình đã rời Việt Nam. Mà hồi nhỏ nghèo, ăn còn không có thì làm gì có tiền đi du lịch. Mà cho dù có tiền du lịch thì ai dẫn mình đi? Cho nên cũng không biết Huế là chi, không biết Bắc là gì. Nhưng bây giờ pháp thân mình có khắp ba miền đất nước. Vậy thì cái pháp thân đó là pháp thân gì? Là bất diệt đó. Còn cái thân này cỡ nào đi nữa, o bế cỡ nào cũng phải có ngày nó già, nó bệnh, nó chết. Đó là quy luật không thể thay đổi. Nếu mình nói như vậy, mình sẽ ngồi mình trách: trời ơi, thầy ơi, Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn là một người bỏ cha bỏ mẹ, bỏ vợ đẹp con xinh, bỏ thành trì tất cả để đi tu. 6 năm khổ hạnh chốn rừng già, khổ hạnh ai bằng Sĩ Đạt Ta. Ngài làm tất cả, Ngài độ quá trời chúng sanh, Ngài thuyết vô lượng pháp môn, quá trời kinh sách, mà sao Phật trời rước ổng đi hồi 80? Thích Ca Thế Tôn mình ra đi lúc 80 tuổi mà. Nhưng mà trước khi Ngài A Nan là khóc tức tưởi khi mà Đức Phật mất, thì Ngài nói: này A Nan, thân ta bây giờ như một cỗ xe đã cũ mục. Thân mình là một chiếc xe cũ mục, hễ xài nhiều thì nó phải cạn dầu cạn nhớt thôi. Mà nếu mà bây giờ mà đổ dầu đổ nhớt vô, cãi cành cạch được ngày nào hay ngày đó. Cho nên Việt Nam mình có câu, thấy không, gọi là gì? 5 năm, rồi gì nữa? 6 tháng 7 ngày. 5 năm là nếu mình ở khoảng 50 tuổi là còn dám tính năm. Mà nếu mà lên tới hàng 6 rồi là dám tính tháng thôi.
Còn nếu mà 70 tuổi là tính ngày thôi, bonus mà. Còn nếu mà mình mà 80 tuổi là tính giờ thôi. Còn bây giờ mà ai mà ở đây mà hơn 70 tuổi rồi đó thì nhớ là đang tính gì? Tính ngày. Cụ nào mà 80 là tính giờ, ai mà 90 là tính khắc. Tính sát na. Dạ. 5 năm 6 tháng 7 ngày. Có một vị hỏi: thưa thầy, đời là một biển khổ, vậy chừng nào mới hết khổ? Đời là một biển khổ, qua hết đời này là qua biển khổ. Qua hết đời này là qua khổ. Lần đầu tiên con được đủ nhân duyên để được thấy thầy, con đã xúc động và vô cùng hoan hỷ. Hôm nay chúng con đã được đủ duyên lành để lắng lòng mà nghe thuyết pháp của thầy. Chúng con là Phật tử từ Arizona, nên kính xin thầy cho chúng con biết khi nào thầy có đủ nhân duyên để thầy qua đến Arizona. Dạ, cái này là request. Kính xin thầy giải thích cho chúng con biết ý nghĩa của việc cúng 100 ngày. Cúng 100 ngày nghĩa là cúng 3 tháng 10 ngày. Và cúng 3 tháng 10 ngày nghĩa là cúng 100 ngày. Thì đại chúng, là cái tục cúng 3 tháng 10 ngày là mình thêm. Ngay cả khi mà chúng ta cúng 49 ngày cũng là chúng ta thêm chứ Phật không có biểu. Thời của Phật thì Phật không có dạy cúng 49 ngày gì hết đó. Nhưng mà cái cúng 49 ngày đây là do kinh nghiệm của chư tổ. Các ngài đã kinh nghiệm qua cái sự sống chết. Và các ngài kinh nghiệm ở cái chỗ định nghiệp, cho nên các ngài hướng dẫn chúng ta cúng 49 ngày để giúp trợ duyên trợ lực cho một người mới mất, để họ đủ phước báo vãng sinh. Dù không được sanh về cõi lành thì ít nhất cũng trở về cõi người để sanh được một thân người tốt đẹp. Còn cúng 100 ngày gọi là gì? Là cơ hội bào chữa vớt giác. Ví dụ như người đó quy định là người này phạm tội, nói dạ con xin khiếu nại, cho con đủ 3 tháng để cho con đi tìm những bằng chứng có thể giúp đỡ được cho người này. Thì cho nên 100 ngày là gì? Trước khi bước sang 1 năm, chúng ta có thêm một lần cúng nữa, để rồi 1 năm chúng ta cúng. Đây là một cái ngày quy định để tưởng niệm, vậy thôi. Còn ý nghĩa đó là, tức là phòng hờ nếu lỡ người đó 49 ngày chưa đi thì thêm một lần nữa để trợ duyên nhắc nhở cho họ, vậy thôi. Đây là chúng ta thêm. Và những cái hình thức cúng kính đó là do chúng ta sau này chúng ta đặt ra để thành một cái nghi lễ theo cái truyền thống Á Đông của mình, và phối hợp được với cái giáo lý nhà Phật, vừa tròn vẹn cái hiếu đạo theo phong tục Việt Nam mà vừa trọn vẹn cái giáo lý Phật Pháp để trợ duyên mất. Chứ còn Đức Phật thì không có dạy cái vụ này. Xin thầy chỉ cho con biết trang web nào để con có thể dịch những câu cầu nguyện từ Việt sang Anh. Ví dụ cầu nguyện chư vị Bồ Tát trợ duyên cho con sớm thành tựu việc này, vân vân. Thật sự ra cái này á, quý vị phải nghiên cứu rồi mình tự dịch, chứ còn đừng có đưa kinh đưa trong máy nó dịch. Tại vì Pháp Hòa đã thử dịch tên Pháp Hòa rồi. Bữa đó Pháp Hòa bấm thử nó dịch cái Pháp Hòa, nó dịch làm sao? Nó dịch là France Republic. Tại vì Pháp là France, Hòa là Cộng Hòa, đó là Republic. Today I meet Pastor France Republic. Allez tout. Có khi mình viết là dịch chữ anh em, nó dịch là London, no, England brother.
Cho nên không có thể bấm nguyên. Pháp Hòa mà đọc thơ mấy đứa nhỏ nó viết chỗ vào là nó không biết, chắc là nó dịch trong da trong 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 cái máy ra. Vừa rồi cách đây không bao lâu, cái mấy ngày thôi, Pháp Hòa nhận một cái mail của một chú chừng 20 tuổi à. Ảnh viết cho Pháp Hòa mà đọc và cười, là tại vì sao biết không? Pháp Hòa biết chắc là ảnh đã viết tiếng Anh. Xong rồi ảnh bỏ nguyên cái đoạn tiếng Anh này vô trong trong Google Translate đó, là nó dịch ra mà nhiều câu rất là vui. Đây là con ở đây đã 3 ngày 3 năm rồi. À, bây giờ xin đi về. À, để gì gì mà nói chung là không có đúng cái câu cú của Việt Nam mà rất là mình đọc vô là biết liền. Thưa thầy, chị họ con muốn quy y với thầy thì thưa thầy có cách nào? Vì chị con ở Utah. Con cảm ơn thầy. Dạ không có sao. Có thể long distance quy y. Love còn có long distance love mà. Kính thưa thầy, xin cho con hỏi tại sao khi ngủ mình có thể mơ thấy người thân đã qua đời? Khi mà mình ngủ đó, thỉnh thoảng mình còn gặp người thân của mình đó, mà trong khi đó không ai thấy, có mình thấy, thì mình phải nên để ý lại mấy việc. Một là có phải mình là người thường thấy người đó không? Nếu mình thường thấy thì có nghĩa là người đó cần mình giúp đỡ. Còn nếu mà mình chỉ lâu lâu mình thấy thì đó là chẳng qua là cái tâm thức của mình. Thỉnh thoảng mình còn lưu hình ảnh của người thân, rồi lâu lâu mình xuất hiện trong cái giấc ngủ của mình. Còn nếu mình liên tục thấy và cùng một hình ảnh, thí dụ người đó khổ, người đó lạnh, đói, khát gì đó, mà mình cứ gặp hoài đúng cái hoàn cảnh đó, nghĩa là người đó đang ở trong cảnh khổ, và mình chỉ là mình mới là người đủ duyên và đủ lực để giúp họ. Cho nên nếu mình thường thấy ở hoàn cảnh như vậy thì mình phải là người độ họ. Kính thưa thầy, khi con niệm A Di Đà Phật, con luôn thấy được Phật A Di Đà ở giữa hai chân mày. Tuy nhiên, đôi khi con lại thấy Đức Bổn Sư Thích Ca, Phật Bà Quan Âm, Đức Địa Tạng, Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, không có Đức Pháp Hòa. Thấy nhiều đức qua cũng ớn lắm à. Thưa đại chúng, là khi mà mình niệm Phật á, hay là mình ngồi thiền á, mình có thấy cái gì, nhớ cái đó cũng chỉ là giả. Nếu ở phương diện sách tấn tu hành thì mình nói ồ, mình thành tâm niệm Phật, mình quán tưởng thấy được hình ảnh Phật Bồ Tát. Nhưng nhớ đừng có bám cái đó, đừng cho đó là cái thiệt, Phật phù hộ mình thiệt, rồi đi đâu cũng khoe mình là thế này thế kia. Không cần. Nếu trong cái tâm niệm nhẹ nhàng, cảm nhận là Phật có gia hộ cho mình, Phật có hình ảnh Đức Phật luôn ở trong tâm thức của mình, như vậy tốt. Thí dụ có những người ta niệm Phật mà ông ta thấy Phật, ta thấy ma, thấy quỷ gì đó, khổ hơn. Giờ mình niệm Phật mà thấy Phật, thấy Văn Thù, thấy Phổ Hiền, Quan Âm, vân vân, thì cứ nhận đó như là một sự trợ duyên để giúp cho mình có đủ năng lượng, bình an, thánh thiện để mình tu tập. Nhưng đừng bám vào cái đó và cho đó là một sự màu nhiệm linh thiêng gì đó, để rồi mình đi gọi là mình đi khoe thì không nên. Hoặc là mình sợ hãi cũng không cần. Thấy Phật tốt hơn thấy ma rồi, phải không? Cho nên là cái gì thấy cũng được hết á. Nhưng mà nhớ, dù là cảnh vui hay là cảnh Phật hay là cảnh ma, thì cảnh thì đều là không thật. Đã là cảnh thì chỉ là giả thôi. Ai xác định Phật Di Đà đứng vậy đâu. Và cũng không ai xác định Phật Thích Ca ngồi vậy đâu. Mình, con người mình tạo ra hết. Tạo ra dáng Phật Di Đà vậy, tạo ra Đức Quan Âm kia. Rồi tại vì hồi nào giờ mấy chục năm mình sống theo đạo Phật, mình thấy hình ảnh vậy, nó vô trong cái memory, cái tàng thức của mình rồi, thì lâu lâu nó hiện ra thôi. Tốt, không sao hết á.
Không? Còn đỡ hơn là mình lưu những cái chuyện hình ảnh xấu quấy gì đó rồi nó cứ lưu suốt thì nó làm cho mình khổ. Còn như vậy thì cũng không sao, nhưng nhớ là nó không phải là cái điểm tột cùng để chúng ta bám vào, vậy được rồi. Thưa thầy, con lái xe đi làm mỗi ngày, con thường niệm chú nhưng miệng thì cứ lắp bắp niệm mà tinh thần thì cứ coi lái xe. Vậy thì sự tụng niệm này có tác dụng hay có kết quả không? Thì có tác dụng chứ, cũng có kết quả chứ. Kết 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 quả là mình lập bập. Nào cũng có kết quả đó. Thật sự ra đó thì như thế này. Khi mà chúng ta tụng kinh hành trì đó, nó có hai phương diện. Một đó, là chúng ta có thời khóa. Nghĩa là chúng ta quy định mỗi ngày trước bàn Phật hay trong phòng gì đó, chúng ta có khoảng 20 phút niệm Phật tụng kinh. Rất là nghiêm túc. 20 phút. Nhưng mà nếu mình so ra 20 phút một ngày vậy đâu đủ. Thì mình có thể hành trì thêm trong khi mình lái xe, trong khi mình nấu ăn, trong khi mình đổ rác, trong khi mình làm việc. Thì quý vị nghĩ rằng nếu mà mình vẫn lăm nhăm mình niệm mình tụng mà mình vẫn để ý lái xe có được không? Hoàn toàn không sao cả. Có những người người ta vẫn lái xe nhưng mà người ta giật theo bài hát thì cái giật này nó cũng nguy hiểm lắm, phải không? Hay là có những người người ta lái xe nhưng mà ta hát theo cái những cái bài nhạc thì cũng là hát thôi, đâu có tội gì. Thì bây giờ mình thay vì mình hát thì mình trì chú niệm Phật có sao đâu. Và thậm chí có những người người ta lái xe và lỡ ai lái ẩu là người ta liền buột miệng chửi cái người lái xe ẩu đó. Còn chúng ta nhờ có tụng kinh trì chú cho nên vừa mới định nói nhớ dừng chúng ta lại, tốt chứ không sao hết. Tu trong mọi hoàn cảnh. Thí dụ hôm nào quý vị đi làm suốt cả tuần lễ mệt quá, mà theo lẽ là mỗi ngày mình đều có hành trì 20 phút, giờ về mệt quá mà nếu mình biết chắc là bây giờ mình lên ngồi tụng kinh là mình ngủ á, thì thôi bây giờ nhớ là nếu lỡ trường hợp mình không còn hành trì được thời khóa thì mình hành trì ngay trong chỗ làm. Hành trì ngay trong chỗ làm bằng cách nào? Mình có thể mình lúc mình rảnh mình niệm Phật tụng kinh, hoặc là mình ứng dụng pháp. Người ta nói nặng mình một câu, mình có thể mình định tĩnh, nhịn nhục được người đó, đó là mình ứng dụng pháp. Đôi khi mình không tụng kinh nhưng mình tụng pháp, pháp cũng là kinh. Ứng dụng pháp là ứng dụng nhẫn nhục. Cho nên mình chỉ cần mình ứng dụng pháp là nhẫn được buổi chiều đó, còn về nó trời ơi, hôm nay con tụng được bài kinh nhẫn. Quý vị có thể nói, ủa thầy đi vậy thì giờ đâu tu? Nó tu làm sao? Ở chùa mới kêu tu sao? Không, nếu mình biết tu, tu trong phi trường, tu ở bất cứ nơi chốn nào mình tới. Thậm chí mình làm nhà hàng là tu dữ lắm đó. Người ta vô người ta ăn đâu phải người ta dễ thương hết đâu. Có những người vô ăn thực khách nhưng mà không dễ thương. Mà mình người ta đòi hỏi mình mà mình vui vẻ mình làm thì mình luôn luôn quán nguyện rằng á, mình là người làm. Đây là những người đến người ta dùng cơm. Hôm nay trong 10 người mình gặp một người không dễ thương thì đây là cơ hội để mình quán chiếu về bản chất của cuộc đời, về tánh tình của mỗi người và về khả năng nhẫn nhục của mình. Tất cả đều là pháp tu hết. Nếu mình không rõ thì mình phải nghĩ rằng phải được như thế này mới tu. Cho nên trong cái bài sám quý vị thường tụng, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Mà tại con không rõ theo dòng vô minh, vì thế trong trí Bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Cho nên được hết á. Thưa thầy, con xin thầy lân mẫn giải thích cho con được am hiểu. Có một người cả đời chẳng biết tu hành là gì, chỉ biết nhậu nhẹt bí tỉ, rồi đến khi mạng chung người thân đến chùa mời quý thầy để hộ niệm. Vậy thì có nhờ sự trợ lực ấy mà được giải hay không? Thưa cái này á, mình cũng không thể xác định.
Nhưng mà ở đây trên phương diện bình thường thôi. Nếu một người họ chưa tu gì hết, họ không biết gì hết, nhậu nhẹt, nhưng mà nếu phúc lâm chung của họ, mình nhờ những bậc thiện tri thức tới để tụng kinh, mình không biết họ có đi hay không, nhưng mà ít nhất mình cũng làm tròn cái bổn phận cuối đời trợ duyên trợ lực cho người này, là trước khi mình tiễn họ đi, mình còn cho họ được nghe một lời khai thị thánh thiện. Nếu cơ duyên có biết đâu chừng ngộ tánh họ cao, nhiều khi tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời thì sao? Cả đời không tu mà có một giây phút nào giác ngộ, làm sao nói được chỗ đó. Cho nên đừng vì cái người này, ô mình nói cái ông này nhậu quá trời mà tu tụng gì. Nếu mà nói kiểu của mình vậy đó ha, chắc mấy thầy không có xô. Tại vì nếu mà kiểm cho kỹ ra đó, được mấy người tu, được mấy người chịu đi chùa chịu tụng kinh đâu. Đa phần là không có. Thì bây giờ cái vì cái người này không, cho nên trước khi họ, mình sống á, mình đã đối đãi với nhau bằng cơm áo tình cảm hàng ngày rồi, bây giờ phút cuối cùng hãy đối với nhau bằng một nghĩa cử khai thị để nhắc nhở. Mà nếu người này đủ phước đủ duyên, họ tỉnh ngộ, biết đâu chừng họ giác ngộ trong khi họ cái phút cuối cùng này sao. Nhiều khi họ sống họ thấy rằng cuộc đời này gọi là quá trời những cái vui, nhưng khi họ đi vào cái con đường đó họ mới thấy thật sự là khổ, thì giây phút đó mình khai thị họ dính liền. Cũng có trường hợp đó. Còn nếu như trường hợp mà họ không được giải thoát, nhưng mà ít nhất một cái điều thiện đó mình đã gieo cho họ rồi, chứ không vì họ như vậy mà không gieo. Cho nên đại chúng nhớ là mình sống trong cuộc đời này, mình luôn luôn quan tâm và gieo duyên cho nhau. Tại sao một đứa con nít đó, nó nhỏ xíu à, nó không biết hiểu gì mà tại sao mình còn dạy nó niệm Phật? Rồi nếu mình nói như vậy, mình nói con nít biết cái gì mà dạy nó niệm? Chính nó không biết, cho nên mình ráng mình dạy nó niệm để nó gieo duyên, để nó kết duyên, để nó có chủng tử. Thì một đứa con nít nhỏ cũng giống như một cái người nhậu nhẹt cả đời mất. Một người lớn mà không tỉnh ngộ, sống thì cũng giống như đứa nít biết gì thôi. Mà tại sao đứa nít mà mình còn dạy nó được? Thì huống chi một người lớn, nhưng mà họ chẳng qua là họ nhậu nhẹt, rồi họ ăn chơi, nhưng mà không vì vậy mà không khai thị. Đứa con của mình á, nó hư lắm, đi chơi tối ngày à, nhiều khi 5-7 tháng nó mới tấp vô nhà một lần. Mà không lẽ giờ mình gặp nó mình không khuyên sao? Mỗi lần gặp nó, con đi đâu mà lâu quá vậy con? Thôi con ơi, 30 tuổi đầu rồi, cũng phải biết quay đầu lo làm lại cuộc đời con. Nói vậy xong nó, con biết rồi má. Rồi nó xách giỏ đi tiếp. 6-7 tháng sau nó trở về, mình cũng lặp lại bài kinh đó y chang. Con ơi, 31 tuổi rồi con. Mình cứ tụng miết thôi. Cho đến khi nào có thể mình không còn nữa, thì bắt đầu những cái câu đó nó quán lại. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa không? Cái phẩm mà gọi là cái người cha làm thầy thuốc mà con không chịu uống thuốc. Cuối cùng người cha phải dùng một cái kế là người cha bỏ nhà ra đi và gửi một cái fax trở về cho các con là cha các ngươi đã chết. Các người con nghe như vậy buồn khổ, hối hận. Cha còn sống cho thuốc không uống, thôi bây giờ mình cùng nhau uống thuốc. Khi các con uống thuốc lành mạnh, người cha trở về với các con. Quý vị đọc trong kinh Pháp Hoa có cái đoạn đó. Cũng như thế, nếu Đức Thế Tôn không nhập Niết Bàn, có lẽ giờ này mình tu cũng ít lắm. Tại vì sao? Phật kế bên, khổ chạy lên kiếm ngài. Nhưng mà Đức Phật phải thị hiện Niết Bàn mất đi để chúng ta biết rằng đời không còn Phật. Cho nên ngài Huyền Trang á, khi mà ngài đi bộ từ ở Trung Quốc mà qua tới Ấn Độ đảnh lễ cái bức tượng mà Đức Phật nhập Niết Bàn, ngài đứng trước thánh tượng của Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn mà ngài thốt lên 4 câu: Phật tại thế thời con trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ, áo não thử thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Phật tại thế thời con trầm luân, Phật ở lại đời con trầm luân, nay được thân người Phật diệt độ.
buồn thương thân phận nhiều nghiệp chướng, bao giờ chiêm ngưỡng được kim thân. Nếu mình không có cái tâm đó thì chắc lẽ mình không tu. Cho nên những người mà họ tâm từ bi là bình đẳng lắm. Người tu mình cũng hộ niệm và người không tu mình cũng hộ niệm. Hễ người ta cần mình là mình có mặt. Biết đâu chừng một lần mình gieo duyên mà có kết quả tốt. Mà dù không có kết quả đi nữa, ít ra mình cũng đã cho người đó một cái duyên rồi. Thì mỗi một ngày một chút, lâu ngày thì họ cũng sẽ đầy. Cho nên đều có tác dụng hết, ít nhiều mà thôi. Câu hỏi cuối ha. Ủa chưa cuối. Bạn con có câu hỏi, nếu đem chuỗi niệm kinh vào restroom có sao không? Nếu đã từng đem chuỗi vào trong restroom mà không có sao, nghĩa là không sao. Thưa đại chúng á, thật sự ra khi mình nói là ồ mình đem chuỗi đeo tượng Phật mình vô trong nhà vệ sinh có sao không, vì chúng ta có cái tâm niệm là chúng ta tôn kính những sâu chuỗi, những hình ảnh Phật tốt. Nhưng mà thật sự ra chúng ta chỉ làm trong cái phạm vi tương đối thôi. Ví dụ mình đang đeo sâu chuỗi, giờ mình cần đi vệ sinh, mình có thể lấy sâu chuỗi ra, nếu mình sợ dơ thì mình để vào trong túi, rồi mình rửa tay, mình làm việc rồi mình đeo lại. Bây giờ nếu như trường hợp quý thầy nè, đi giảng có cái carry on, trong đó có y, có kinh, có chuỗi, mà bây giờ đi trong nhà vệ sinh ở phi trường, rồi không lẽ bưng hết mấy cái đó ra để, không được lôi nó vô trong kia. Mà trong cái luật ở phi trường mà ai để hành lý nào mà không có người cai quản là hành lý đó sẽ bị tịch thu ngay. Cho nên mình phải biết tùy cơ ứng biến. Không vì mình mang sâu chuỗi vô mà mình có tội. Vì chẳng qua là cái cuộc sống bình thường nó đã vậy. Nếu chúng ta đem vào mà với cái tâm bất kính thì nó khác. Còn chúng ta đem vào vì hoàn cảnh thì có sao. Ví dụ như là cái áo tràng quý vị mặc đây. Thí dụ quý vị ở trong nhà này đang ngồi nghe pháp vậy, và quý vị cần đi vệ sinh thì quý vị nhớ ra cái áo này. Tại vì mình có cơ hội mình ra cái áo này. Nhưng mà nếu mà quý thầy á, mặc cái áo này nè, tới chùa cũng lễ Phật bằng cái áo này, mà đi vô phi trường cũng đi bằng cái áo này. Nhưng mà cái thế của mình là gì? Phải như vậy thôi. Cho nên nếu mình làm bằng cái tâm bất kính thì nó khác. Còn vì hoàn cảnh. Còn nếu mà nói cho cùng, cho tận, nói cho đúng nghĩa giáo lý, nếu nói sạch, chỗ nào cũng sạch. Mà nếu nói dơ, chỗ nào cũng dơ. Chắc gì chỗ này sạch? Chắc gì chỗ này sạch? Không? Chẳng qua là cái nếu mà phá cái nhà đó ra, dẹp hết thì nó cũng đồng với ngoài này. Chẳng qua là mình ngăn vách lại, mình có cái cửa, mình đặt nó cái tên là toilet, thì mình liền nghĩ nó là chỗ dơ. Phải không? Chỗ uế mà hóa ra làm cõi tịnh, mọi loài mát mẻ sống yên vui, là nhờ vào cái năng lực hiểu biết và tu tập của mình. Thôi hết giờ. Còn hả? Bây giờ là Phật, thưa đại chúng là bây giờ hơn một tiếng rưỡi chúng ta đã xong cái phần sinh hoạt Phật pháp. Bây giờ xin đại chúng cho Pháp Hòa vài phút để Pháp Hòa làm lễ quy y luôn cho mấy vị đây. Sau đó chúng ta giải tán, chúng ta dùng thì nó không bị ồn náo, ảnh hưởng cái giờ phút thanh tịnh của các vị phát tâm hôm nay. Đây là mình hộ niệm đó. Quý Phật tử có tên là Cao Thị Huỳnh Liên, Nguyễn Văn Thu, Lâm Tường Quang, Trần Tố Uyên, Trần Trình Tường, tổng cộng là 5 vị phát tâm quy tâm bảo hôm nay. Xin quý vị cứ ngồi yên tại chỗ và cùng chắp tay, đại chúng cũng cùng chắp tay để mà hộ niệm cho các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay đầy đủ duyên lành, các Phật tử Cao Thị Huỳnh Liên,
Nguyễn Văn Thu, Lâm Tường Quang, Trần Tố Uyên, Trần Trình Tường phát nguyện quy Tam Bảo, giữ gìn năm giới pháp để làm nền tảng tu tập cho đời sống hàng ngày, hầu mang lại hạnh phúc an vui cho bản thân, gia đình, xã hội. Giờ đây chúng con cầu thỉnh Tam Bảo Quan Lâm đạo tràng vì các Phật tử phát tâm hôm nay, mà trợ duyên gia hộ cho các Phật tử đầy đủ an lạc của thân và tâm, tính tâm kiên cố, bồ đề tâm tăng trưởng, sở nguyện được viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chứng minh. Xin quý vị cùng đọc theo lời phát nguyện. Con về nương tựa Phật. Con về nương tựa Phật. Người đưa đường chỉ lối. Người đưa đường chỉ lối. Cho con trong cuộc đời. Cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Pháp. Con về nương tựa Pháp. Con đường của tình thương. Con đường của tình thương. Và sự hiểu biết. Và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng. Con về nương tựa Tăng. Đoàn thể của những người. Đoàn thể của những người. Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Thưa đại chúng, đó là ba lời phát nguyện quy y mà quý vị vừa phát nguyện. Quy nghĩa là quay về nương tựa, y nghĩa là trở về. Quy là quay về, y là nương tựa. Quy y nghĩa là chúng ta trở về nương tựa Tam Bảo Phật Pháp Tăng để trở thành những người Phật tử biết phát tâm tu học. Chúng ta có thể nói tại sao mình phải quy y? Thưa đại chúng, nếu chúng ta không có nguyện thì chúng ta không cố gắng làm. Cái gì mà chúng ta có nguyện thì chúng ta sẽ cố gắng. Như hôm nay quý vị phát nguyện thì quý vị sẽ cố gắng. Ví dụ chiều nay Pháp Hòa mời đại chúng đi ăn cơm mà quý vị sẽ nói không hứa, thấy biết, thì quý vị không để tâm. Và không để tâm thì sẽ không bao giờ có mặt. Nhưng mình phát nguyện rồi thì mình sẽ cố gắng. Cố gắng tu tập để làm gì? Để làm hạnh phúc cho gia đình, cho xã hội. Mình có tu, Phật cũng chẳng có lợi. Mình không tu, Phật cũng chẳng có hại. Nhưng Đức Phật là người thầy, thấy cái sai, chỉ cái đúng. Thấy cái đó quấy, chỉ cho mình cái sai đó và chỉ cho mình cái đi đúng. Ví dụ Phật nói đường này sai nha, Phật không có dừng lại đây, Phật nói đi đường này mới đúng nè. Vậy thì Phật dạy cho chúng ta cái đường nào sai để chúng ta tránh. Bây giờ có 5 đường mà chúng ta cần tu tập để xây dựng cái nền tảng của một người Phật tử. Hay nói rộng hơn là một con người sống trong xã hội. Không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc xì ke ma túy. 5 cái này có phải là nhân cách của một con người không? Đâu luận là phải Phật tử đâu. Ai sống trong đời cũng cần hạnh phúc, cần bình an qua 5 cái này. Đạo đức nhà Phật chỉ có 3 câu thôi. Đại chúng nhớ để tâm. Thứ nhất, không làm các điều ác. Thứ hai, nhớ làm các việc lành. Thứ ba, giữ tâm cho trong sạch. Người ta hỏi mình, bây giờ anh luận, anh kết luận dùm cho tôi, đạo Phật dạy tu sao? Quý vị nhớ 3 câu đó. Đạo Phật chỉ gọn gàng trong 3 câu thôi. Không làm các điều ác, nên làm các việc lành, giữ tâm trong sạch. Nhưng đó chỉ mới là công thức chung. Bây giờ chi tiết nè. Anh nói tôi đừng làm ác thì anh chỉ cho tôi thế nào để đừng làm ác. Không sát sanh, không trộm cắp. Bây giờ anh nói tôi làm thiện, tôi làm sao để ứng dụng cái thiện? Không sát sanh là không làm ác, mà phóng sanh là làm thiện. Không trộm cắp là không làm ác, mà bố thí là làm thiện. Không tà hạnh là không làm ác, mà sống chánh hạnh là làm thiện. Không nói những lời đâm thọc, gây gỗ, xích mích, mà nói những lời hòa giải, kết hợp là làm thiện. Không hủy thân, không rượu chè là không làm ác, mà ngược lại sống an lành là làm thiện. Mà nếu mà người mà sống thiện thì tâm lúc nào cũng trong lành, trong sạch. Cho nên 3 câu đó nó rất thiết thực và ứng dụng như vậy.
Thì hôm nay quý vị Phật tử phát nguyện quy y đó, nghĩa là trở về nương tựa Phật là thầy, Pháp là lời dạy, Tăng là đoàn thể. Tượng Phật là Phật bảo, quyển kinh là Pháp bảo, quý thầy là Tăng bảo. Nhưng đó là bên ngoài. Còn bên trong của mình là gì? Sự giác ngộ tự tâm, sự từ bi trí tuệ tự tâm, và sống an hòa với tự tâm. Đó là Tam bảo tự tâm. Cho nên lễ quy y chỉ một lần, còn tự quy y phải mỗi ngày. Một đời người quy y một lần, nhưng mà mỗi tối tụng kinh rồi phải tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Rõ ràng như vậy. Thì bây giờ quý vị giữ được cái này thì lợi cho mình, lợi cho gia đình, cho xã hội, chứ Phật là người chỉ thôi. Chứ Phật mình giữ Phật cũng chẳng lợi, mình hạ phá Phật cũng không hại. Nhưng Phật vì lòng từ thấy cái gì sai thì chỉ. Và bây giờ đã rõ được năm giới này rồi thì quý vị phát nguyện thôi. Hai người đã thương nhau sống chung với mắt chi đám cưới. Nhờ cái đám cưới mà để xác định anh bây giờ là chồng, chị bây giờ là vợ, ráng giữ cái bổn phận vợ chồng. Cũng như thế, nó tôi tự biết tôi Phật tử được rồi, quy y chi? Quy y để tự nhận mình là Phật tử, ráng sống như Phật tử. Chứ còn không phát nguyện là không làm đâu. Thí dụ cô Yến cô gọi qua cô thỉnh mà nó không biết à, rảnh là tới. Sao cô dám gọi người ta cô mời? Mình phải xác định là mình tới chứ, hứa tới mình mới tới. Cho nên nguyện tu mình mới tu. Còn tu mà không nguyện là cà xịt cà đuổi lắm, không có tới đâu hết. Thôi thì quý vị hiểu đấy đấy rồi. Thì ai nghĩ rằng mình chưa dám mà bây giờ đã nghe hiểu rồi thì ngay giờ phút này quý vị cứ ngồi đó, quý vị phát nguyện, quý vị vẫn thành pháp quy y dù quý vị chưa đăng ký. Rồi chút xíu rồi quý vị đăng ký sao. Bây giờ mình đã phát nguyện tam quy rồi, bây giờ mình thọ năm giới. Pháp Hòa sẽ nói từng giới rồi hỏi quý vị nào đã giữ được, nói dạ giữ được. Còn vị nào đã quy y rồi cũng có thể lặp lại để ôn lại cái điều này, cũng như là trợ duyên cho các vị phát tâm hôm nay. Đây là giới thứ nhất. Ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học hạnh từ bi, nguyện không giết người hại vật, không tán thành mọi sự giết chóc, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Đó là giới thứ nhất. Quý vị phát nguyện giữ gìn giới này được không? Đây là giới thứ hai. Ý thức được khổ đau và bất công trong xã hội do trộm cắp gây ra, con xin học hạnh từ bi, nguyện không lấy của người khác, và con nguyện chia sẻ với người khác trong khả năng của con. Đó là giới thứ hai. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Đây là giới thứ ba. Ý thức được khổ đau đổ vỡ những hạnh phúc gia đình trong xã hội do tà hạnh gây ra, con xin học theo tinh thần trách nhiệm bảo vệ hạnh phúc của con và hạnh phúc của người bằng cách không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình thì phải biết bảo vệ hạnh phúc của người khác. Đó là giới thứ ba. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Đây là giới thứ tư. Ý thức được khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra, con xin học hạnh ái ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau cho người. Biết rằng lời nói có thể mang lại hạnh phúc, lời nói cũng có thể mang lại khổ đau, nên con nguyện chỉ nói những lời chân thật có giá trị xây dựng hiểu biết, hòa giải, thương yêu, mà con nguyện không nói những lời đâm thọc vô ích, gây gỗ, vân vân. Đó là giới thứ tư. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Đây là giới thứ năm. Ý thức được thân thể này do cha mẹ, tổ tiên, ông bà trao truyền, con phải giữ thân cho thật tốt để trả hiếu cho tổ tiên, ông bà và làm lợi cho xã hội, cho thế hệ tương lai bằng cách không uống rượu, hút thuốc, xì ke, ma túy,
rượu chè hoặc những thức ăn có độc tố để không làm hại thân. Những sách báo, phim ảnh không lành mạnh, con nguyện không tiếp xúc để không làm hại tâm. Nuôi dưỡng thân tâm bằng chánh niệm, tiêu thụ hàng ngày để có thể trả hiếu cho tổ tiên và nuôi dưỡng thế hệ con cháu trong tương lai. Đó là giới thứ năm. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Mô Phật, thưa đại chúng, hôm nay đủ duyên, ngoài năm vị vừa đọc tên, có thêm Phật tử Lưu Bích Phượng cũng phát tâm quy tâm bảo, và hoặc là có những vị chưa hiểu cho nên chưa phát tâm. Giờ ngồi trong pháp hội này, quý vị đã thấu, quý vị phát tâm, quý vị phát nguyện thì quý vị vẫn thành pháp quy y. Và Pháp Hòa xin chúc lành cho tất cả đại chúng. Thì hôm nay quý vị nào đã ghi danh, nhớ trở lại đây cho cái địa chỉ cho rõ ràng, ngày sanh và nam hay nữ, để Pháp Hòa đặt pháp danh và gửi cái pháp danh đó về cho quý vị. Vì Pháp Hòa không có chuẩn bị trước cái điệp giới của ngày hôm nay, thì mới đầu là định đi sẽ đem theo, nhưng vì nó nặng đó, đi Hồng Kông rồi lại tấp vô đây luôn, cho nên là Pháp Hòa sẽ gửi về nhà cho quý vị. Nếu quý vị nào lỡ chưa ghi địa chỉ thì trở về bển Pháp Hòa sẽ mang qua gửi cho quý vị nha. Một lần nữa trước hết là xin cảm ơn cô Nhật Y, chủ nhà ở đây, và cũng như tất cả quý bác, quý cô chú, quý anh chị, toàn thể đại chúng. Quý vị đã dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho hôm nay, cũng như là dành nhiều thời gian để trở về thăm Pháp Hòa chiều hôm nay. Và xin rất là cảm ơn quý vị đã dành rất nhiều thời gian và tình thương cho Pháp Hòa. Kính nguyện Tam Bảo luôn gia hộ cho quý vị sức khỏe an vui, gia đình bình an và thành tựu mọi ước nguyện của mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Dạ, tâm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Thượng Tòa Ân Sư Thượng Pháp Hạ Hòa. Hàng Phật tử của chúng con hôm nay có duyên sự đầu thành đảnh lễ tác bạch. Kính bạch Thầy, cứ mỗi lần mà Thầy về với chúng con quay quần bên Thầy thì hầu như là tất cả phiền muộn, lo toan biến mất hết. Nghĩ cho cùng là cũng do từ cái oai đức, Phật tâm và Phật lực từ nơi Thầy toát ra mà Phật tử chúng con được thơm lây. Chúng con biết chắc rằng những ngày sắp tới đây, những ngày lời Thầy dạy ngày hôm nay cũng như sự an lạc ngày hôm nay sẽ vẫn còn tồn tại trong chúng con. Để kỷ niệm những giờ phút Thầy trò chúng mình quay quần bên nhau hôm nay, cũng như là để chúng con có cơ hội thực hành lời Phật dạy, hàng Phật tử của chúng con có nhu cầu cúng dường, ngưỡng mong Thầy từ bi hứa khả nạp thọ và chứng minh để hàng Phật tử của chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Dạ, Phật Phật. Cảm ơn cô. Dạ. Rồi, chú thông báo chương trình cho quý vị đi. Dạ, thưa bạch Thầy, có một câu hỏi rất là tế nhị vừa mới nhận được mà vị Phật tử này không tiện. Con không biết là Thầy có hoan hỷ trả lời câu cuối cùng này không? Con thấy rất là hay mà cũng hoan hỷ lắm. Anh cũng là... Con không biết trả lời sao mà Thầy thì tế nhị quá. Là câu hỏi thì là nếu mà chùa
mà có nhiều tường cũ như là kinh sách cũ mà chụp vô thùng rác. Đối với hàng Phật tử chúng con thì thí dụ chúng con biết hoặc là không biết, mình nghe nói thì đúng như chánh pháp thì chúng con phải làm sao cho nó đúng, để cái tâm chúng con được cái trải tán loạn hết. Dạ, A Di Đà Phật. Cái câu hỏi là nếu mà những cái tượng Phật dư hay bể hay mẻ mà ta mang vô chùa nhiều đó, hoặc là kinh sách hư rách đó, thì có nhiều lúc mình nghe nó là đem vứt vô thùng rác, thì cái này mình phải để ý lại. Có đôi khi không phải là vào trong thùng rác, mà cái đó là đi recycle, tức là nó qua cái hệ thống gọi là tái tạo. Thưa đại chúng là tất cả cái gì dù là kinh sách cũng đều là giấy tái tạo và in lại. Nếu những quyển đó in hư hay là cũ rách không còn sử dụng được, mà ở đây chúng ta đốt rất là khó, thì chúng ta phải sử dụng một cách khác mà nó linh động hơn và nó thiết thực hơn. Đó là chúng ta tái tạo để tiếp tục làm những quyển sách khác, đóng góp cho xã hội không bị ô nhiễm. Và cái đó là cái gì chúng ta cần làm. Rồi đừng, nếu mà mình thấy, ví dụ như nếu mà mình thật sự thấy bỏ vô thùng rác thì cái đó không phải là phần của mình xúi biểu gì hết, mà có thể vị đó chưa thấu đáo được cái chỗ đó mới hành xử như vậy. Còn có thể không phải vô thùng rác mà nó là đi vào trong cái việc recycle, thì cái đó không có hề sai quấy. Bởi vì chúng ta phải đóng góp công sức của mình vào trong cái công việc bảo hộ môi sinh. Ví dụ như những cái cassette tape mấy chục năm trước mình quý lắm, băng giảng không mà. Nhưng mà thời buổi bây giờ không còn cái máy cassette đó nữa, mà mình để thì làm sao đây? Thì buộc lòng chúng ta phải mang cái cassette tape đó để vào trong cái thùng recycle, để người ta tiếp tục, người ta tái tạo nó thành những cái chất liệu khác để sử dụng mà không phí. Quý vị nhớ là có những vị hòa thượng á, quý ngài không cho làm mộ quy mô, và quý ngài nói là hãy đem tôi ra ngoài ruộng, ngoài đồng chôn để tôi trở thành phân bón. Hay là thậm chí mình thiêu một cái xác xong mình bỏ với sông, để dưới lòng đất luôn, để làm chi? Để trở thành phân bón, trở về với cát bụi. Ngày nay á, được chép như lời kinh thì chúng ta gọi là quyển kinh, chứ trước khi nó thành quyển kinh thì giấy trắng này có thể in tất cả các thứ khác. Cho nên đó, thường thường đó, in mấy cái lịch đó, mấy cái lịch mà để biếu Phật tử hàng năm đó, Pháp Hòa không có in hình Phật. Bởi vì đa số chúng ta đều tôn kính hình Phật, mà nếu cho hình Phật treo rồi tới hồi hết cái năm đó rồi đem đi đâu? Đa số cuốn lại đem chùa hết trơn. Cho nên là cuối năm tháng 12 năm rồi mình tặng Phật tử, năm nay tháng 12 đáo trở lại chùa hết trơn. Tại vì ai cũng sợ hết trơn. Cho nên thôi mình in hình chú tiểu, in hình cảnh đi. Rồi nếu quý vị không có dùng, quý vị recycle được hết, không sao cả. Mà mấy chú tiểu mà ta chụp hình nó không phải tiểu thiệt đâu, tiểu đóng kịch á, nó làm cho đẹp vậy thôi. Nhưng mà thật sự cho dù là hình Phật cũ rách, chúng ta đốt thì cũng là một hình thức recycle thôi, phải không? Mà không sử dụng được nữa. Còn bây giờ nếu chúng ta để vào cái thùng tái tạo thì nó sẽ trở thành ra những cái sách vở giấy má tái tạo, thì đều là tốt cả. Cho nên thưa đại chúng là nếu mình có thấy, ví dụ nếu có thấy thì quý vị cứ tâm niệm là mong cái đống rác này nó đi về đó, rồi người ta cũng select nó ra cái phần recycle. Thật sự á, nhiều khi mình bỏ rác tạp ở trong cái thùng á, nhưng mà rồi khi nó đi ra cái bãi rác chính á, người ta cũng sẽ xoan nó, soạn nó lại, cái nào theo cái đó, hơi mất công vậy thôi. Còn nếu mà mình ý thức rồi, mình đem đúng vào cái thùng tái tạo thì đỡ cực cho người ta, mà nó cũng đúng cặp mắt mà thiên hạ thường nhìn là đi vào recycle chứ không phải vào thùng rác. Còn nếu nó lỡ vào thùng rác, quý vị cũng biết rằng hơi mất công chút là phải ra tận ngoài kia để gọn nó lại vậy thôi. Thôi thì bây giờ á, tất cả các cái hình thức ai hiểu thì chúng ta bày tỏ một chút sự cung kính, còn không thì chúng ta cũng hiểu các pháp nó chỉ là duyên sinh thôi, giả có, phải không? Cái gì mà nó tạm, cái gì cũng chỉ là tạm có.
đừng có bận tâm cái đó nhiều, để rồi nó phiền não mình mà chuyện nó không cần thiết. Cái nào mình cung kính, quý vị thấy cùng là một cái tảng đá nhưng mà người ta xếp nó thành những cái bậc thang để đem lên, để mà người ta bước lên. Rồi cũng cái cục đá đó mà ta đục, ta làm tượng Phật rồi tuốt trên kia, thì cái bậc thang này nó phiền hà với cục đá trên kia. Nó nói đồng thân phận là đá, mà tôi bị người ta lót đường, còn ông thì được người ta đem lên người ta lại. Cái ông trên kia ông có nói mi đừng có tưởng, người ta cũng đục đẽo ta cả buổi trời rồi, ta cũng bị đục dữ lắm mà ta mới được ngồi đây nè. Quý vị hiểu chỗ đó không? Thành thử ra cũng cục đá, mà hễ mà lót cái này chúng ta gọi là đá lót đường. Hễ mà đau đục cái mắt mũi cười cười bắt ấn về kêu ông Phật, nhưng mà thật ra cũng là cục đá thôi. Tất cả các pháp do tâm sinh. Tâm mình thấy nó lành, nó lành. Tâm mình thấy nó bất lành, là nó bất lành. Thôi thì mình cứ tập thấy lành đi, để tâm mình nó yên. Phải không? Cho nên con Phật tử pháp danh là Phước Lành. Có phước lắm mới được là sống lành chứ đâu phải. Mà nhìn lành, thấy lành, đó là phước. Cho nên có một lần mấy chú hay lên mét này mét kia, Pháp Hòa mới nói sao các con không thấy mình thấy cái sai của người ta là cái vô phước của mình. Người ta có cái hay mình không thấy, mình cứ thấy chi cái dở của người. Phải không? Thành thử ra thôi thì đại chúng cứ nhớ vậy đó, cứ tập thấy lành, nghe lành, sống lành thì cuộc đời mình nó lành. Mình tối ngày cứ đi nghe ngóng chuyện không lành mà nó đâu cần thiết gì đâu. Bây giờ quý vị có phê bình, có lên án thì nó cũng đã rồi. Mà cái chuyện tất cả các pháp đều là giả, là duyên sinh. Quý vị thấy người ta còn đập tượng Phật kìa. Có người mà người ta không tin, người ta phá hoại đó, ta đập tượng Phật. Nhưng mà cái đó tất người ta đập bằng cái tâm gọi là phá hủy, thì cái nhân quả nó khác. Còn ví dụ như vì một công việc nào đó chúng ta cần làm việc đó thì nó khác. Pháp Hòa ví dụ như người ta trước khi làm tượng Phật đổ ra nhựa đó, ta phải làm mẫu đất sét. Thì đang làm như vậy thì đất sét nó bị khô, nó nứt tượng, làm được. Cuối cùng người ta phải đập cái mẫu đất sét đó ra, ta đổ nước vô, ta nhồi lại rồi ta nắng tượng khác. Thì đập cái mẫu đó, tại vì nó hình dáng vậy đó, hình gọi là Đức Phật thôi. Chứ thật sự ra Phật không ở trong cái đó, chẳng qua là với một cái hình tướng nào tạm chúng ta gọi là Phật. Cho nên đó, cây nào cũng là cây Bồ Đề. Đúng không? Mà tượng nào cũng là tượng Phật. Thôi thì đại chúng nhớ, tất cả các pháp đều do duyên sinh. Mà đã là duyên sinh là như huyễn, để cho tâm mình được bình an. A Di Đà Phật.